Xin chào các bạn. Hôm nay Vika Food xin làm video một video cho cái loại ốc. Đây là mình đang cho luộc loại ốc bằng tay nha các bạn nha. Đây là ốc bằng tay. Bởi vì có tên gọi là ốc bằng tay vì cái loại ốc này nó cái vỏ nó có 5 ngón, có 5 cái chia ra, nó giống như 5 cái bàn tay, nhưng mà cái ruột khi lấy ra nó như thế này. Tùy theo ốc lớn nhỏ thì cái ruột nó như thế này nè. Ốc thì bằng cái bàn tay bự nhưng mà cái ruột thì nhỏ, tùy con lớn con nhỏ mà mình có những cái ruột khác nhau. Thì cái ruột này nó có một cái vị ngon đặc biệt, đó là nó dai và ngọt. Nó dai và ngọt. Nói thì dai thì không phải là dai lắm, nhưng mà cắn nó độ giòn. Nó không phải giòn mà nó dai không phải dai lắm. Rất là ngọt và rất đặc trưng là thơm. Và rất là ngon nha các bạn nha. Nó có một cái bảo vệ ở ngoài miệng, đó là cái muốt thế này, giống như cái móng tay. Thì chúng ta chỉ cần luộc lên, bỏ vào ít nước. Hàng ruột này thì mình sẽ cấp đông, và khi các bạn xả đông ra thì các bạn hấp xả này. Cái xả thế này ha, chúng ta cắt ra và chúng ta bỏ vào, đập chập ra và chúng ta bỏ vào, rồi cho thêm tí muối và sắc ít quả ớt chúng ta bỏ vào. Tùy theo mọi người ăn mức độ cay thế nào thôi ha. Mình thì mình cho một quả thôi và cho ít hạt nêm vào. Chúng ta sẽ có sau khi cho lửa lớn lên khoảng tầm khoảng 15 phút thì chúng ta sẽ là ốc có thể chín rồi. Chúng ta tắt lửa. Luộc chín quá thì nó mất độ ngon. Còn về nước chấm thì chúng ta sẽ làm nước chấm lại nước mắm kêu. Nước mắm kêu đó là các bạn thấy gồm cho ớt và đường và muối. Ít muối vào chúng ta giải ra. Sau đó chúng ta cho khi giải nhuyễn ra, bánh ớt nó tên ra thì chúng ta cho nước mắm vào, nó sạch sạch lên. Nó sạch sạch thế này, đừng loãng quá và đừng có đặc quá. Thì sau đó chúng ta sẽ cho ít hạt nêm vào, chúng ta nêm với độ hữu vị mọi người. Thì tất nhiên mắm này nó sẽ ngọt, gọi là nước mắm kêu ngọt đó các bạn. Chúng ta sẽ chấm nước mắm kêu ngọt, ăn chấm với ruột ốc thế này rất là ngon và hấp dẫn các bạn. Hiện tại Vika Food đang bán với giá là 420.000 đồng trên 1 kg, một khay là 250 gram. Chúng ta có thể thưởng thức những bữa ăn cuối tuần hoặc là nhậu lai dai với bạn bè, rất là tuyệt vời. Thì món ốc này ở Sài Gòn thì chắc là cũng hiếm, ít nơi bán, vậy thì giá ở nhà hàng thì giá cũng khá cao, để chúng ta có thể mua về dùng gia đình, mời bạn bè vào đại tiệc. Shop Vika Food có rất là nhiều loại hải sản. Hiện tại mình sẽ đi ra cái shop để quay cho các bạn thấy loại ốc này. Đây là cái ốc bằng tay, nó về mình đóng vỉ như thế này. Cái shop sẽ đóng vỉ, đây là bên trong là hàu điếu, đây là bằng tay ha các bạn, vỉ đóng vậy như thế này. Shop có ship đặt online và ship tận nơi cho các bạn. Các bạn có nhu cầu xin vui lòng liên hệ qua số hotline 0919121026, shop sẽ ship tận nơi cho các bạn.
Đây là cái khu vực đóng gói và chế biến của mặt sóc. Vika Food xin kết thúc video và xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đây là video mình quay rất là bình dân và dân dã ha, tại gia đình, tại shop. Như các bạn có thể quan sát nhìn thấy mọi thứ rất là thực tế. Rồi, ốc đã chín rồi. Các bạn thấy rất là ngon các bạn. Các bạn xem thấy video hay thì cho shop xin một nút like để ủng hộ tinh thần làm nhiều video, chia sẻ với các bạn rất nhiều món ăn mỗi ngày. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.